Truyện tranh Trạng Quỳnh, truyện ngắn màu chọn lọc, tập 88. Voi đi kiện, bắt cóc nhầm. Ôi trời đất ơi, đứa nào vả nát mấy luống khoai của tao rồi? Tao mà bắt được mày, tao sẽ luộc mày để ăn thay khoai. Ta ăn đấy, luộc ta thử xem. À, thằng nào ngon à, chết với tao. À, bà con ơi, vội phá rẫy kìa. Hừ, nói oan cho ta, ta chỉ phá mấy luống khoai mà bảo là ta phá rẫy. Thế thì ta phá rẫy luôn cho bỏ ghét. Bắt nó đi. Sao vừa thôi, chạy đi. Á, báo quan đi. Các ngươi dễ ẹt, voi mà cũng sợ. Mày cho nó là không có ta ở đấy. Hoàng ba hoa ghê, vái tờ cho ổng gặp con voi. Tập hợp quân đi bắt voi. Quân tập hợp xong mà. Để bắt con voi vô kỷ luật ấy về cho ta. Bẩm, hoàng không đi sao ạ? À? Có hoàng bự con, voi mới sợ. Ta muốn đi bắt nó nhưng vợ ta không cho. Các ngươi đi đi. Vậy mà lúc nãy nói hay lắm, tưởng quan không sợ voi. Còn chuột quan còn sợ, huống chi con voi. Thế mà bày đặt mặt giáp đeo gươm. Ông vắt cưa theo làm gì vậy? Bắt được nó, cưa cặp ngà đem bán, tiền nhiều lắm đó. Ngà nè, cưa đi. Á, á. Sao nó to dữ vậy ông? Từ nhỏ tới giờ chưa thấy voi à? Tôi tưởng nó to hơn con chó một tí thôi, ai dè nó to như quả núi. Thảo nào ổng tưởng dễ ăn, vác cưa theo cưa ngà voi. Á, à, cái cưa của tôi mượn của ông thợ mộc, mất tiêu rồi. Tiền đâu mà đền cho ổng đây? Lấy tiền bán ngà voi đền cho người ta, ha ha. Móc họng tôi hả? Chúng mày dở ẹt, phải chỉ có ta ở đó. Có ta ở đó, ta sẽ chạy như gió. Đứa nào láo thế? Thằng Quỳnh à, bắt nó cho ta. Ha ha, có dịp ra chợ chơi rồi. Cảm ơn thằng Quỳnh. Hu hu hu. Chuyện gì mà mấy ổng khóc kinh thế? Mày xách thùng đi đâu vậy? Dạ đừng nước mắt, dạo này nước mắt có giá lắm mà. Thằng quỷ, tụi tao đang rầu thối ruột đây mà mày còn đùa. Chuyện gì mà mấy chú rầu tới thối cả ruột vậy? Không có tiền cưới vợ bé à? Yêu cầu mày nghiêm chính, đây là giờ phút trọng đại của vận mạng nước nhà, không đùa. Vâng, nghiêm chính ạ. À, chú nào đùa con sẽ biết tay con. Mày đùa cho đã rồi đổ thừa bọn tao. Hoàng phủ ra lệnh, bằng mọi giá quan huyện phải bắt cho được con voi đó. Quan huyện lại xuống lệnh, bằng mọi giá tụi tao phải bắt cho được con voi đó. Nếu không bọn tao sẽ bị đày đi khổ sai ở biên giới vì tội sợ voi. Lính không được sợ voi, chỉ có quan mới được quyền sợ voi thôi. Các chú muốn có tiền xài không? Lúc này tiền bạc vô nghĩa. Con sẽ giúp các chú bắt con voi đó mà các chú lại có tiền xài. Thế thì tiền bạc có ý nghĩa vô cùng. Các chú hãy làm thế này. Các chú đừng sợ, không bắt được con voi ấy, quan cũng bị mất chức. Quan sẽ nhượng bộ các chú. Ừ, nghe lời mày một phen. Bắt được con voi chưa? Bẩm, trên đời này không ai làm việc không công cả. Chúng mày là lính, đã ăn lương rồi còn đòi công gì nữa? Lương lính là trả công bảo vệ nước nhà, bắt voi không có trong công việc của lính. Quan không trả tiền, chúng con không bắt voi. Quan muốn phạt gì thì phạt. Ai bày chúng mày cứng đầu thế? Dạ chúng con bắt trước quan, việc gì cũng phải có tiền. Quan tiết tiền về ngủ. Chúng không bắt voi, ta sẽ chết với hoàng phủ. Được, ta sẽ trả tiền. Mỗi người tham gia bắt voi sẽ được lãnh 10 đồng. Hả? Sao đắt thế? Tao sẽ mất 100 đồng hả?
việc bắt voi vô cùng nguy hiểm, 10 đồng cho một mạng người là quá rẻ. Bắt con voi về bán cặp ngà cũng được 100 đồng, lấy lại vốn mà còn được quan trên thưởng. Hừ, lính tính sao hơn quan được. Ta đồng ý, đi bắt voi đi. Hi hi, quan Kiết cam kết đi ạ. À, sau này nhớ quan tiết tiền, chúng con không có bằng cớ để kiện. Kỹ rồi nè, đi đi. Trời đánh thế nào sách động đám lính. Voi thích ăn mía, còn ngầm mía vào thuốc mê, ăn vào nó sẽ xỉu, các chú tha hồ bắt. Cha mẹ ơi, có thế mà cả quan lẫn lính đều nghĩ không ra. Tại cái đậu của quan của mình đâu có to như cái đậu của nó. Con voi thường tới đây uống nước. Sao mày biết, mày quen với nó hả? Dấu chân của nó nè, dấu đi xuống rồi dấu đi lên, nó không xuống uống nước thì là gì? Các chú chuẩn bị dây xích, tìm chỗ nắp kín đi. Sao mày không nắp? Còn phải dụ nó, nếu không nó sẽ sợ bó mía này là cái bẫy. Đừng nghĩ động vật kém thông minh. À, nó tới. Ờ, nhường mía cho ông đấy. Mía có thuốc độc không vậy? Nếu có thuốc độc sao thằng nhỏ khi ăn? Vậy là mía không có thuốc độc. Ăn. Rột rột. Ờ. Bịch. Nó xỉu rồi, trói nó lại. Xong, đợi nó tỉnh lại rồi dẫn nó về. Quan trả tiền công cho chúng con đi ạ. À? Nè, lãnh tiền, khỏi lãnh giấy khen. Hi hi, giấy khen đâu có ăn được. Quan phủ tới, ta sẽ gửi giấy khen cho ông. Khen bằng tiền hay hơn ạ. À? Dạ dạ, đó là vợ tôi nói, không phải tôi. Ta sẽ đưa con voi này về triều, xung vào đội tượng binh. Bẩm tôi đưa cặp ngà của nó được không ạ? À? Nó là tài sản của triều đình, không được động vào. Không lấy lại được vốn rồi, mất tôi 100 đồng. Đi, về triều đăng lính. Ta không đi đâu cả, ta có tội gì mà bắt? Người phá làng mà bảo là không có tội à? Ta không có ý phá làng, đó là cách ta phản đối thôi. Người phản đối điều gì? Không nói với ông, ta muốn nói với người có thể giải quyết được sự việc. Quan huyện, quan phủ mà không giải quyết được à? Các ông có quyền nhưng không có thiện chí, ta cần người có thiện chí. À, con voi này láo, muốn chết không? Ta là tài sản của triều đình, ngon thì giết đi. Kẻ đó, bỏ đói cho đến khi nó chịu về triều. Bỏ đói ta hả? Ê ê, sập nhà ta. Tìm người cho ta nói chuyện mau, nếu không ta phá tan chỗ này. Đừng nóng, có ta đây. Mày là đứa nào mà đòi nói chuyện với ta? Ta là thằng Quỳnh, được chưa? Quỳnh hả? Bắt tay một cái. Ta khoái mày lâu lắm rồi, ta sẽ nói chuyện với mày. Chuyện bức xúc của ta là tại sao các quan không ngăn chặn bọn thợ săn giết dòng họ ta bừa bãi. Chúng giết dòng họ ta, lấy ngà đem bán. Ngày nào cũng có voi trong dòng họ ta chết vì chúng. Tại sao các quan không bắt chúng? Phải bắt cho được chúng thì ta mới hết quậy. Nếu không ta sẽ quậy cho tới khi các ông mất chức chơi. Thì ra là chuyện đó. Biết chúng là ai đâu mà bắt. Chắc quan đợi bọn đi săn trái phép đăng ký để biết chúng là ai hả? À, được được, để ta thì bắt chúng. Nhà ta mới xây, đừng phá. Ông hứa thì ông tìm đấy, ta về. Quan không giúp tôi, mình tôi làm sao tìm được? Để con giúp quan. Ừ, mày trổ tài trạng cho ta xem đi. Tháo hết dây xích cho con voi. Phải gọi là ông voi mới phải phép. Tháo dây xích cho ông voi. Muốn bắt chúng thì ông phải làm mọi vụ chúng. Ông hãy lang thang gần bìa rừng để chúng tấn công ông. Lúc đó lính sẽ bắt chúng. Giỡn mặt với chúng à? Ta tuy khỏe như voi nhưng làm sao ta chịu nổi tên tẩm thuốc độc. Trúng một mũi là toi ngay. Các chú két cho ông voi một áo giáp bằng tre. Rồi đó,
phủ lên một lớp vải màu xám để ngụy trang áo giáp. An toàn trời đó, tên tẩm thuốc độc sẽ không ghim vào ông được. Ông vào rừng đi. Biết là an toàn nhưng vẫn ứng ứng. Có con voi kìa, chuẩn bị bắn. Cộp cộp. À. Bịch. Nó chết rồi, cười lấy cặp ngà đi. Tất cả đứng yên, chúng mày đã bị bắt. Tội gì? Giết thú vật bừa bãi. Giết thú vật chứ có phải giết người đâu mà có tội. Ê, á, nó chưa chết. Tha cho tôi đi, tôi còn vợ con, cha mẹ. Bọn ta cũng có vợ con, cha mẹ vậy. Sao người lại giết bọn ta? Thấy chưa, thú vật cũng có linh hồn như người vậy. Bởi đó nên luật nhà Phật cấm sát sinh. Á, à, cứu cứu. Mình sợ chết thì đừng đem chết tới cho người khác nhé. Dạ. Hai chú dẫn đám thợ săn về trước đi. Ông vội về rừng đi. Có chuyện gì thì ông cứ làm đơn kiện đàng hoàng, đừng có quậy nhé. Mày thả ông voi, quan đòi tiền của tụi tao lại thì sao? Bắt ông voi, vợ con ông khóc, tội nghiệp. Còn có cách để quan khỏi đòi tiền mấy chú. Mấy chú tự xé quần áo cho rách tê tua ra đi. Rạch. Chú này đấm chú này một cái thật mạnh vào mắt. Chịu đấm một cái khỏi mất tiền mà. Nghe lời con đi. Bốp. Chú đấm lại chú này một cái. Bốp. Con voi đâu? Nó đánh bọn con tơi tả rồi chạy mất rồi. Hừ, nó lại quậy nữa thì làm sao? Nếu nó quậy nữa, bọn con sẽ đi bắt nữa. Đi bắt nữa rồi lại đòi công ta nữa hả? Bảo đảm lần sau không lấy tiền công. Thôi được rồi, bắt được đám thợ săn, chắc nó không quậy nữa đâu. Bắt được đám thợ săn này, nhưng sẽ còn đám khác. Biết làm sao bắt cho hết. Tội nghiệp cho những con thú vô tội, chết vì lòng tham của con người. Không biết con mắm làm gì ngồi chờ, mà giờ này chưa thấy về. Trưa quá rồi mà chưa có thứ gì để bán. Mợ đừng lo, bả đi ăn hàng, chắc là ăn chưa hết chợ nên chưa về đấy thôi. Còn cứ nghĩ xấu cho nó không hả? Chưa hết đâu mợ ơi, ăn hàng xong lại còn phải đi buôn chuyện nữa. Làm sao mà về sớm được, con gái là thế đấy. Khóc. Mợ cũng là con gái, vậy mợ cũng ăn hàng rồi buôn chuyện hả? Mợ là đàn bà đâu phải con gái. Nói con gái ăn hàng đâu, mợ chưa thấy, chỉ thấy con ăn suốt ngày. Tối rồi mà nó chưa về. Con ra chợ tìm nó xem, chắc có chuyện không hay rồi. Chắc là ăn quá túi tiền nên bị nhốt rồi, hừ quá. Chợ dọn hết rồi. Mắm ơi, mắm, bà ở đâu? Về ngay, nếu không tôi sẽ thanh toán con heo đất của bà đấy. Bà đừng hòng trốn, tôi lục tung cả chợ lên đây. Không thấy bà, có chuyện thật rồi. Mợ ơi, có biến rồi, hoàng hậu mắm bị gian thần ám hại rồi. Ủa, có chuyện gì mà mợ khóc vậy? Con xem đi, có người ném thư vào nhà đấy. Trong 3 ngày bà phải dọn đi, làm giấy bán quán nệm lại cho chúng tôi. Nếu không tôi sẽ dùng con mắm để làm mắm. Vậy là bà mắm bị bắt cóc để tống nhà rồi. Làm sao bây giờ Quỳnh? Nó có mệnh hệ gì, chắc mợ không sống nổi. Hừ, mợ thương nó hơn con, cho nó chết luôn đi. Đứa nào mợ cũng thương cả, mỗi đứa thương một cách, không bỏ đứa nào. Mợ thương bà mắm theo cách dịu dàng, còn con, mợ thương theo cách bạo lực, hở tí là ăn roi. Tại con là con trai, thời buổi này nam nữ bình đẳng, con trai ăn roi thì con gái cũng phải ăn roi. Ừ, con tìm cách cứu nó đi, sau này mợ sẽ bình đẳng. Đứa này bị đòn thì đứa kia cũng bị đòn. Thế chứ, nam giới phải vùng lên chứ. Giờ này mà còn lòng dạ để ăn à? Còn phải ăn để đầu óc thêm minh mẫn à? Phì phì, ăn muốn nổ cái bụng mà vẫn chưa nghĩ ra cách. Thèm nãy chuối nữa xem sao. Có ực cách ực rồi. Cốt.
chịu làm giấy bá nhà chưa? Mời đấy con sẽ tìm xem ai là thủ phạm rồi tính tiếp. Vút. Cộp, ôi da. Muốn làm giấy bán nhà thì phải có tên người mua, chứ không nhẽ tôi bán nhà cho ông địa. Họ đòi biết tên người mua nhà, tính sao đây anh ba? Thì cứ cho họ biết, rồi họ báo quan thì sao? Không sợ cứ viết trả lời thế này. Cộp. Người mua là Lê Nhân Hậu, nếu báo quan con mắm sẽ thành mắm ngay tức thì. Em sợ sau này khi mình thả con mắm về, họ sẽ kiện mình. Lúc đó mình đã có giấy bán nhà hẳn hoi hợp lệ, họ kiện ta không có bằng chứng, mà quan huyện lại là anh vợ của anh hai mình không sợ. Ha ha, không ngờ, ông Hậu này là chú của con Tường, bạn của con mắm. Con sẽ đưa con mắm về, đồng thời cho ông Hậu một trận trước khi đưa lên quan. Bà Tương này, bà mắm đang bị nạn, bà phải cứu bà. Tớ biết gì mà cứu mắm, bà giống bà mắm, điều đó sẽ cứu được bà mắm. Về nhà tôi đi. Cộp, chỉ còn một ngày nữa thôi, đã làm giấy bán nhà chưa? Vút. Cốp. Thằng khỉ, ai cho phép mày né để trúng tao? Thằng nhỏ hay thật, ném lần nào cũng trúng, còn khen nó nữa hả? Chúc mừng các ông đã chọn nhầm hũ mắm. Con mắm nhà tôi đi chơi với bạn, mới về hồi sáng. Hũ mắm ấy ông đang giữ là mắm nem, mắm nhà tôi là mắm nhĩ. Thả con nhỏ ấy ra đi, tôi sẽ bỏ qua chuyện này, không báo quan đâu. Sao lại có chuyện này? Về hỏi con nhỏ đó xem sao. Mày tên gì? Mắm, hỏi mãi. Nhà ở đâu? Quán nem, hỏi mãi. Hiểu rồi, đây là mưu kế của ông Quỳnh. Ông tung hỏa mù để cứu ta. Con nói thật, các ông có thả con ra không? Thả, nói đi. Con là Võ Thị Ruốt, không phải mắm. Nhà con ở ngoài Ái Tử, con vào làm công cho quán nem. Trác. Đùi, tao đã bảo mày bắt con mắm, sao lại mày bắt con Ruốt? Hai đứa nó giống nhau, ở chung một nhà, làm sao tôi phân biệt được? Anh gì mà hớ tí đánh em? Tạm thua câu này, thả nó đi, rồi tìm cách bắt con mắm thật. Họ chưa báo quan thì không có gì phải sợ. Về đi. Khoan, để tao bịt bắt mày lại, dẫn xuống chân núi để mày không biết chỗ ở của tao. Mấy chục năm này mới thấy mày thông minh một lần. Bà bấm về kìa. Ủa Tương, cậu làm gì ở đây? Thì tớ giả làm cậu để đánh lừa họ, cứu cậu. Tớ vào thay quần áo trả lại cho cậu, tớ về. Khoan hãy về, bà ở lại chơi vài hôm cho bà bấm hết sợ rồi hãy về. Đúng đó, tớ vẫn còn sợ lắm, ở chơi với tớ vài hôm đi. Biết rồi, con mắm trắng hơn con Ruốt. Đợi ở đây, chờ con mắm ra ao giặt đồ thì bắt. Mũi cắn, đói bụng, buồn ngủ, chán quá. Chịu khó một chút để có chỗ làm ăn, quán của bà Quỳnh đắt khách lắm. Còn mắm ra ao giặt đồ kia. Lần này thì không nhầm đâu. Ha ha, chúng bắt bà Tương rồi. Sao ông lại để họ bắt bà Tương? Yên tâm đi, bà Tương sẽ về ngay thôi. Chạy tới nhà bà Tương, mau đi, mình sẽ làm thế này. Cho con gặp bố của bà Tương đi ạ, có chuyện gấp lắm. Chuyện gì vậy nhỏ? Con thấy chú Hậu bắt bà Tương đem lên núi rồi. Nó bắt con ta làm gì vậy? Cộp, đứa nào định ám sát ta vậy? Không phải đâu ông ạ, ai đó gửi thư cho ông đấy ạ. Đọc đi. Tôi đang giữ con gái ông, nộp 1.000 đồng để chuộc nó về, hãy để tiền tại. Thằng Hậu dám cả gan bắt con ta để tống tiền ta. Chúng mày, theo tao tới nhà nó. Hi hi, chết ông Hậu rồi. Hậu, ra đây tao bảo. Có chuyện gì mà anh hai chịu khó lên tới đây gặp em vậy? Chát. Mày thả con Tư ra gây, đồ chú trời đánh. Em bắt con Tư hồi nào, làm chi? Con ở trong này nè bố ơi. Chát. Chổi nữa hả? Em bắt con mắm mà. Mắm nè, đó là Tương.
Sao bắt đứa nào cũng không phải vậy? Tại mày đó, chắc. Anh hơi ơi, anh ba xúi em làm bậy rồi giờ đánh em. Đè nó xuống, xử theo gia pháp. 50 hèo, không bớt chút nào. Ôi ôi oái, hù hù, đau quá anh hai ơi. Phần gia pháp của ông xong rồi, giờ tới quốc pháp. Giải Lê Nhân Hậu lên quan vì tội bắt cóc người để tống nhà. Giải thẳng lên phủ luôn, quan huyện là người nhà của họ đấy. Con gà này bán được rồi, mình đem ra chợ bán, lấy tiền mua cho con Út cái áo mới. Tội nghiệp, con gái mà lúc nào áo quần cũng rách bươm. Út, em thích áo màu gì? Màu nâu. Trẻ con sao lại thích màu tối thế? Màu nâu mặc lâu dơ, không cần phải giặt nhiều, đỡ hư áo. Còn nhỏ mà đã nhìn xa trông rộng ghê. Thằng kia, lại ta bảo, mày lớn hơn ai mà gọi tao là thằng? Tao không lớn hơn nhưng tao giàu hơn. Nhà giàu gọi nhà nghèo là thằng thì có gì lạ. Mày bán con gà đó không? 2 đồng, mày mua hả? Đưa cho tao xem. Đẹp, con gà của mày đẹp, tao mua. Mua sao không trả tiền? Đợi tao lớn tao làm quan mới có tiền trả chứ. Trả con gà lại cho tao. Ông Bí, xử nó đi. Mày dám níu áo cậu hai giữa đường như vậy à? Hù hù, mắc con gà rồi, đồ gian ác, đồ gian ác. Thằng béo lấy con gà của thằng Na cho nó một trận. Mày có thấy cái áo đỏ kia không? Thấy. Hút cái áo đỏ đó cho tao. Hút liền, thấy màu đỏ là tôi sòi máu. Yeah. Ái, trầu trượt tôi nè ông Bí ơi. Võ võ, tránh ra. Bình, cha mẹ ơi cứu con. Lên. Phì, mày cho mày là tao không biết leo cây. Mày có sao không? Phì, không sao, chỉ bị ướt quần thôi. Con gà đâu? Nó chạy đâu mất rồi, tao đâu biết. Tao về, cảm ơn đã cứu mạng. Nghĩ chơi thằng Quỳnh ra. Mày phản bạn, cứu kẻ thù, tụi tao không chơi với mày nữa. Chúng mày nghĩ chơi với tao, tao sẽ chết. Nhưng trước khi tao chết, hãy nghe tao trăn trối đôi lời. Trăn trối đi rồi về nhà mà chết. Chết ở đây, mất công tụi tao khiêng về. Khổng Tử có nói, răng cứng thì xuống, rưỡi mềm thì còn. Tao làm thế là để dụ thằng béo lấy lại con gà cho thằng Na. Tao sẽ làm thế này, không những thằng Na lấy được con gà mà nó còn được lời nữa kìa. Hiểu nhầm, xin lỗi mày. Theo tao ra đồng, tìm một thằng bù nhìn. Tao gắn cái bao vào miệng bù nhìn, đổ gạo vào sẽ chạy xuống cái bao này. Ống tre này dùng để làm loa, mày sẽ làm như vậy. Thằng Na có nhiệm vụ nắp trong bụi cây kia. Khi tao hô quay thì mày kéo mạnh sợi dây này. Ha ha, sẽ vui lắm đó. Chúng mày đi tìm nắp đi, tao đi dụ thằng béo tới. Quỳnh, đi đâu đó? Tại cứu mày nên bọn bạn tao nghỉ chơi với tao. Tao buồn quá chơi một mình. Đi chơi mà mang gạo theo làm gì? Tao chơi đấu võ với thằng bù nhìn, phải có gạo cho nó ăn thì nó mới đấu. Mày nói lạ, bù nhìn làm sao biết đấu võ? Không tin thì theo tao xem. Tình cờ tao phát hiện ra thằng bù nhìn này không giống như những thằng bù nhìn khác. Có lẽ nó là tiên mắt đọa, hoặc cũng có thể là quỷ hiện hình. Quỷ hả? Ghê thế. Cho nó ăn no, nó sẽ múa võ cho mình xem. Múa võ đi. Hi hi, bày xạo, nó trời ra như cây. Ta còn đói lắm, cho ta ăn thật no, ta sẽ múa võ cho xem. Nó nói được hả? Tao đã nói nó là tiên hoặc là quỷ mà. Cho ta ăn thêm gạo, ta thèm một con gà sống, ta cần vài đồng để uống rượu. Ông cần nhiều thứ thế, làm sao tôi có? Thôi không chơi nữa. Để tao về nhà lấy những thứ ông cần. Tao muốn xem ông múa võ lắm. Hi hi, bự con mà khờ. Này, đủ những thứ ông cần rồi đây. Ăn đi, nhiều lắm đó.
con gà sống này, tiền này Bù Nhìn mà cũng biết nhậu. Nó chưa, đổ vỏ được chưa? Rồi, quay, kéo mạnh đi na. Binh, ổng đánh sao mày không đỡ? Cột, xỉu mất tiêu rồi. Ra lấy gạo đi. Ô hô, nhiều gạo quá. Lấy được con gà khác to hơn, thêm ba đồng với một bao gạo. Thằng Na lời to, chạy lẹ đi. Cậu hai ơi, trời, cậu hai sao thế này? Tôi bị thằng quỷ này đánh. Cậu nằm mơ rồi, Bù Nhìn làm sao cử động được? Thiệt đó, nó xoay người đánh tôi. Ha ha, đứa nào làm nó thành cái bẫy để đánh cậu, cậu xem nè. Hi hi, hay thật. Thằng quỷ quái, mày chết với tao.